chị Chim Yến Trắng ơi, chị Chim Yến Trắng ơi, nhìn kìa, nhìn kìa. À, ta đã tìm thấy được rồi. Thì ra từ nãy giờ các ngươi núp ở đây. Kìa, phía trước là ngôi nhà của ta đó. À, mẹ đây nè, mẹ đây nè. KM Channel. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy nhấn nút thích video ở đây, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh KM Channel của bé Na thì hãy nhấn nút màu đỏ ở đây nha, để có thể xem được những video hay nhất của bé Na đó. À, tới trái đất rồi. Đã xuống được trái đất rồi kìa. Nhanh lên các em ơi. Nhanh lên. Bay từ trên trời bay xuống cũng mệt lắm chứ bộ. Chị Hai đợi em xíu. Nhanh lên. Này chị Hai ơi, tụi mình đi như vậy có sao không? Tụi mình không có xin phép mẹ gì hết. Tụi mình tự ý từ trên trời bay xuống đây. Không sao đâu. Mình xuống đây mình chơi xíu mình về. Ờ đúng rồi, xuống đây chơi xíu rồi về thôi. Ở Việt Nam bây giờ đang là mùa xuân đó, nên mình xuống đây mình chơi một xíu rồi mình về thôi à. Wow, công nhận đúng là mùa xuân. Ở đây có nhiều cây đã nở hoa rồi kìa. Wow, còn có cái cây này nó còn có cái bông màu trắng nữa nè mấy chị ơi. Mấy chị Bonnie tới đây xem. Đẹp lắm nè. Ơ, mấy chị ơi, hình như bị động đất. Sao mặt đất rung chuyển như vậy? Ủa, cái chân của ai mà to quá vậy? Ừ, là cái chân của ta đây. Ta là khủng long gorilla. Ta mạnh nhất ở đây. Ai cho các ngươi vào trong khu rừng của ta như vậy? Các ngươi hãy ra khỏi khu rừng của ta mau lên. Nếu không, ta sẽ bắt các ngươi bây giờ. Đi ra. Ôi, chạy đi ra. Ủa, rừng là của chung mà. Sao quái vật này lại nói là khu rừng của quái vật vậy ta? Em cũng biết nữa. Thôi chạy. Chạy nhanh lên. Ôi da, mấy chị ơi, em bị trượt vỏ chuối, em bị té rồi. Đâu rồi, bé út rồi. Nhanh lên, bé út ơi. Con quái vật nó sắp chạy tới rồi kìa. Mình phải chạy vô trong gốc cây mình núp mới được. Ai ăn chuối giục ra ngoài đường, em đi em bị té rồi nè. Ăn chuối xong mới bỏ sọt ra chứ. Đợi em với. Đâu rồi, những con ngựa Bonnie đâu rồi? Trốn đi đâu hết rồi? Những con ngựa Bonnie này nhỏ xíu à, núp ở chỗ nào mà ta không nhìn thấy được gì hết. Bây giờ các ngươi có ra hay không? Nếu không ra ta sẽ phun khói đó. Hãy xem đây. Thấy ta phun khói giỏi chưa? Các ngươi đã sợ chưa? Bây giờ có đi ra hay không? Những con ngựa Bonnie đâu rồi? Trong khu rừng này nhiều cây quá. Chắc là những con ngựa Bonnie đã núp vào trong những gốc cây chứ gì. Được rồi, vậy thì ta sẽ nhổ gốc cây lên luôn. Xem đây. Thấy ta mạnh ghê chưa? Ta đã nhổ gốc cây lên luôn rồi nè. Ủa, những con ngựa đâu rồi? Vẫn chưa tìm thấy. Hên quá. Mình núp trong gốc cây này, con quái vật nó không nhìn thấy. Im lặng. Đừng có ắc xì, đừng có ho nghe chưa. Dạ, em nhớ rồi. Ủa, chuyện gì vậy ta? Mình mới nghe cái gì kêu lớn lắm nè. Đâu, để mình nhìn thử. Hả? Đằng kia là con khủng long gorilla. Hình như nó đang tìm cái gì thì phải. Những con ngựa Bonnie đâu rồi? Mau xuất hiện. À, thì ra là con khủng long gorilla đang tìm những em ngựa Bonnie. Con khủng long này ỷ lớn ăn hiếp bé nè. Mình phải tìm cách để giúp những em ngựa Bonnie mới được. Đầu tiên mình phải bò, núp vô gốc cây để cho con khủng long không có thấy mình. Bò. Mình sẽ bò y như con chuột vậy đó. Bò vô. Núp vô cây dừa có em. Hả? Quái vật. Chị Hai ơi, quái vật. Không phải.
Mình là chibi trắng mà, mình không phải quái vật đâu. Im lặng, mình tới đây để giúp những bạn bunny đó. Mấy bạn đừng la lớn, con khủng long gorilla nó nghe được bây giờ. Con khủng long nó cao lớn lắm, nó nhìn không thấy mình đâu. Bây giờ mấy bạn bunny hãy đi thiệt là nhẹ nhàng theo chibi trắng nha. Nhẹ nhẹ thôi. Bây giờ lại còn núp nữa hả? Xem ta phun khói đây. Ra được tới bờ hồ rồi, chắc là đã thoát rồi đó. Ủa mà mấy em bunny ở đâu tới vậy? Sao lần đầu tiên chị chibi trắng mới thấy mấy em á nha? Dạ tụi em từ trên trời bay xuống đó chị. Tụi em là những bunny tiên mà. Tụi em định xuống đây chơi một xíu rồi về, nhưng không ngờ lại gặp con khủng long to như vậy. Con khủng long này là hung dữ nhất ở đây luôn đó. Nhưng mà bây giờ đã an toàn rồi. Ý, chị chibi trắng ơi, chị chibi trắng ơi, nhìn kìa. À, ta đã tìm thấy được rồi. Thì ra từ nãy giờ các ngươi núp ở đây. À, lại thêm có một con bé chibi trắng nữa. Lần này ta sẽ bắt hết các ngươi luôn. Các người hãy xem sức mạnh của ta đây. Ta có thể nhổ được gốc cây này lên luôn. Các người đã sợ ta chưa? Ôi anh khủng long là mạnh nhất ở đây rồi mà. Dừng lại tên khủng long kia. Ngươi không được ỷ lớn ăn nhất con nít như vậy. Ôi mẹ, mẹ đến rồi kia, mẹ đến rồi kia. Hơn quá, có mẹ rồi, có mẹ rồi. Hãy xem phép thuật của ta đây. Cũng có phép thuật vậy, ta không sợ ngươi đâu, ngựa bunny. Mẹ ơi, cố lên, mẹ ơi, cố lên. Vậy thì hãy xem tuyệt chiêu cứu của ta đây. Ta sẽ phóng điện từ cái sừng của ta. Xem đây. À, điện gì mạnh quá vậy? À, xỉu. Từ rày về sau, ngươi hãy chừa cái tội ỷ lớn ăn hiếp con nít nghe chưa? Con nít là phải yêu thương chứ, tại sao lại ăn hiếp con nít như vậy? Còn khu rừng là khu rừng chung mà, không được dành riêng cho mình. Còn các con nữa, sao các con lại tự ý bay từ trên trời đến Việt Nam mà không xin phép mẹ như vậy? Lần sau đi đâu cũng phải xin phép mẹ nghe chưa? Em biết lỗi rồi chị Bunny ơi, tha cho em đi. Mẹ ơi, tụi con xin lỗi mẹ. Cảm ơn chibi trắng rất là nhiều. Nếu không nhờ chibi trắng thì các con của ta đã gặp nguy hiểm rồi. Hồi sáng ta mới vừa bay tới chỗ Ngọc Hoàng Thượng Đế, không có mặt ở nhà một xíu là các con đã trốn ta đi rồi. Con nít mà ra ngoài không xin phép ba mẹ là không nên đâu nghe chưa? Đúng rồi đó mấy em Bunny. Ngựa Bunny mẹ dạy rất là đúng đó. Từ rày về sau mấy em phải nghe lời mẹ nghe chưa? Cảm ơn chibi trắng nha. À, nhân tiện đây, mời chibi trắng về nhà của ngựa Bunny chơi đi. Lên đó chơi một chuyến để cho gia đình ngựa Bunny cảm ơn sự giúp đỡ của chibi trắng. Nhưng mà chibi trắng không có biết bay. Dễ mà, chibi trắng chỉ cần cởi lên ngựa Bunny mẹ là được thôi à. Rồi giữ chặt nha. Bây giờ gia đình chúng ta sẽ bay về trời. Ôi hồi hộp quá, chuẩn bị mình sẽ được bay rồi. Bay thôi. Wow, các bạn ơi, thích quá à, giống như mình đang đi máy bay vậy đó. Mình bay cao hơn mây luôn nè. À, gió thổi mát quá. Mây nhiều quá à. Ý, đằng trước là cái gì vậy ngựa Bunny mẹ? À, đó là thế giới của Bunny đó. Đây là những lâu đài, những ngôi nhà của những mẹ ngựa Bunny. Kìa, phía trước là ngôi nhà của ta đó. À, mẹ đây, mẹ ơi. Wow, các bạn ơi, nhà của ngựa Bunny đẹp quá à. Các bạn hãy đón xem tập sau nữa nha, để cùng khám phá ngôi nhà và thế giới của ngựa Bunny ở trên trời nha các bạn. Cái nhà đang làm tập 2 đó. Chúng ta chuẩn bị vô nhà thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết.
Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.